chào cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Catala Fishing. Thì trong clip ngày hôm nay, shop em xin được giới thiệu các bác một mẫu cần đến từ thương hiệu Shimano. Thì xem cái đoạn đầu video thì các bác sẽ dễ dàng đoán ra cái mẫu cần hôm nay em giới thiệu cực kỳ dễ đoán rồi. Đó chính là cái mẫu cần Wurzela. Có thể nói đây là một trong những cái mẫu cần được gọi là niềm mơ ước của rất nhiều anh em cần thú, đông đảo anh em cần thú yêu thích, từ khi các bác các chú lớn tuổi đã câu nhiều năm rồi đến các bạn trẻ, các bác mới gia nhập cái môn câu kéo này cũng cực kỳ yêu thích cái mẫu cần Wurzela đó. Thì cái mẫu cần này nha, nó thuộc phân khúc cao cấp, giá của nó trên 10 triệu mười mấy triệu đó. Thì tuy nhiên với cái giá thành như vậy, nó luôn nằm trong cái tình trạng gọi là hết hàng liên tục, thì cũng với tình trạng về hàng nhỏ giọt, mỗi lần về thì được 1 cây đến 2 cây và đều có anh em đặt trước đó. Rồi, nhưng mà trong lần này thì nó về tương đối nhiều hàng, cho nên em đã dành thời gian ở đây để quay clip chia sẻ của các bác về cái mẫu cần này. Một điều khá là ngạc nhiên đúng không các bác, một mẫu cần cao cấp giá thành cao nhưng mà luôn trong cái tình trạng hết hàng nhanh chóng đó, thì chứng tỏ cái mức độ yêu thích cũng như là chịu chơi của anh em cần thú mình không thua kém gì các bác các anh em ở nước ngoài nói riêng đó. Thì trong clip này nhé, em sẽ không review quá chi tiết về thông số thông tin. Thì với cái mẫu cần Wurzela này thì các bác dễ dàng tìm kiếm các clip, các video trên YouTube. Cầu các bác đã đi trải nghiệm thực tế này, dùng cây cần này và đi câu thực tế thì có nhiều. Trong clip này em sẽ đi chi tiết hơn về những cái hoàn thiện của hãng này, cũng như cái hoàn thiện về bao cần và thứ, để có thể thấy rằng là đây là một trong những cái mẫu cần được Shimano ưu ái và trau chuốt tỉ mỉ đến mức nào. Mặc dù nhé, cây Wurzela này không phải là cây đầu bảng của hãng, có những cái mẫu cần cao cấp hơn, giá thành đắt gần như là gấp đôi với cây cần Wurzela này đó, nhưng mà có chính những cái sự yêu thích của anh em cần thú cho nên là hãng cực kỳ ưu ái cái mẫu cần này, một cái mẫu ưu ái. Thì chút lượng em có bác tại sao em nói như vậy nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào chi tiết. Thì đây, thì đầu tiên là cái hộp đó, thì cũng như cái hộp này cũng không quá này tỉ mỉ đâu, nó chỉ là một cái hộp giấy cốt tông bình thường, bên trên có in cái logo của Shimano đó. Còn đây là thì bắt đầu chi tiết thêm về cái bao cân. Thì đây em sẽ quay đầu tiên một lượt bao cân này. Thì bao cân màu đen và bao cân dạng cứng nha các bác nhé. Ở đây nó có một cái lớp dạng như lớp nhựa bên trong, nó khá là cứng. Cho quay đầu tiên thì chỉ biết đây đó. Nói chung nhìn cái bao cần thì thấy độ hoàn thiện cao cấp, em phải khẳng định như vậy. Ở đây thì có một miếng da theo tên cần này, logo rồi đó. Thì cái logo còn bậu cạp đỏ đây và size cần của size 1702G2 đó. Bên trên thì có gắn các cái tab này, tab về thông số cần này, và các cái công nghệ nổi bật trên cây cần đó, ở cái tab. Nhìn cái tab cũng thấy đẹp rồi đó. Thì đó, thì những cái mẫu cần rẻ hơn một chút này, cũng chỉ rẻ hơn cây này tầm có 1 triệu, nằm ở giá 11 triệu đi, cũng không được trang bị những cây bao cao cấp như vậy. Và nhất là những một số cái cây cần chuyên câu biển câu rích giá 14-15 triệu thì nó cũng chỉ được đựng vào trong một cái bao vải mềm, dạng như cái bao vải mà đựng vừa cây cần Zodiac 2 khúc, một cây cần có giá rẻ hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ được trang bị cái bao như vậy đó. Thì nhưng mà đối với cây cần Wurzela thì nó là trang bị cái bao đẹp như vậy đó. Thì bây giờ em sẽ mở bên trong nhé. Thì đây là một cái điểm đầu tiên này đó, là thấy hãng ưu ái cho cái cây này rồi.
bên trong thì có hai ngăn, cái ngăn lưới là sẽ đựng cái ngọn đỏ cầu, còn ngăn ngắn hơn bên này thì sẽ đựng phần khúc dưới. Ở đây thì có một cái đai để anh em cố định lại cây cái khúc gốc giữ lại nha. Thì đây một cái điểm nữa mà em nói hãng cực kỳ ưu ái, đó chính là cái khóa này. Nhìn bên ngoài thì tưởng chừng nó cũng không có gì là quá khác biệt, nó chỉ là một cái khóa khác thôi, nhưng mà khi nhìn kỹ nha, trên đây có cái khác cái chữ YKK YKK đó. Thì nếu như các bác nào mà hay xem những cái clip hay những cái về thời trang một chút đó, thì những cái khóa của đến từ thương hiệu YKK này trong cái ngành công nghiệp sản xuất khóa đó, cái khóa hay gọi là cái thép mân tuy này, thì cái hãng thương hiệu YKK là một cái thương hiệu cao cấp, thường được sử dụng trên những cái mẫu áo da này, túi sách của phụ nữ hoặc của nam giới cũng vậy đó, trên những cái phụ kiện thời trang cao cấp thì được trang bị cái khóa YKK này. Thì như Shimano cũng đã mua và kết hợp và sử dụng trên cái bao cần của mình. Đó, chỉ cho thấy cái sự tỉ mỉ trau chuốt cho cái mẫu cần Gosella đến từ hãng đó. Mặc dù có những cây cần thể cao cấp hơn, giá thành cao hơn đến từ hãng, nhưng mà cũng không được sử dụng cái bao cần này, cũng không có sử dụng cái khóa YKK này trên cái bao cần đó. Thì cái khóa này cực kỳ bền bỉ đó, anh em đều biết. Thì đây là cái phần bao cần, bao dành cho máy đứng, máy ngang đều tương tự nhau, em sẽ không đi nói thêm nữa. Còn bây giờ em đi chi tiết về cái phần cần. Thì đây là cái phần gốc của cây máy ngang, xài model 1702R2. Và đây là phần gốc này. Thì ở đây vẫn bọc kỳ lông và em xin phép được giữ nguyên. Đó. Ở dưới thì có cái logo con bỡ cặp đỏ nha các bác nhé. Đây là in thêm một số các công nghệ đây. Thì thực sự là thấy em thấy hơi đáng tiếc, bởi vì cái máy quay của em mặc dù quay chất lượng 4K và sử dụng rất là nhiều đèn trong cái phòng quay phim này của em, nhưng mà thật sự ra là nếu các bác cầm ở bên ngoài thì sẽ thấy cái màu này nó thể hiện cực kỳ đẹp. Đây đây đây, cái màu ở trên đây nhé, nó không hẳn là cái một màu màu mất chín hay một cái màu gì đó, nó sẽ thay đổi theo góc nhìn này, và nhìn thấy ở ngoài nó cực kỳ cái độ bóng, cái độ hoàn thiện của cái phần cán hay phần bát máy này hơn đó. Thì đây em sẽ cố quay chi tiết để các bác xem. Đây phần bát máy này, bát máy này nước sơn cực mịn, bát máy C4+, bát máy thương hiệu của Shimano. Đây là bên trên là có tên tên cần Gosella và cái logo đây. Đó. Cố gắng quay kỹ để các bác xem. Bên này thì là các thông số logo. Đây là phần trên một chút, thì cái phần này em sẽ để quay cái phần đọt đi thì để các bác dễ dàng nhìn thấy. Đó. Tạm thời bỏ cái phần gốc cây máy ngang ở đây nhé. Thì đây là cái phần đòn, thì đó, thì đây là cái phần đòn, thì nó sẽ dạng như là bảy màu titanium, nó không hẳn là một màu mà nó thay đổi theo góc nhìn đó. Nói chung là cái đòn này thì về cái màu sắc hay là cái độ hoàn thiện thì chắc các bác phải cầm trên tay thì mới thấy được rõ hơn, thì quay video thì chỉ hình dung được chút chút. Em đang cố gắng nhìn qua màn hình máy quay đây, nhưng mà cũng không thể hiện được rõ hơn. Của em máy ngang thì đây là phần đòn, thì cây cần này là cần hai khúc lỡ nha các bác. Thì tức là khi mà xếp lên thì chiều dài của cây cần mà cái size em đang giới thiệu đây là 2m1,
nhưng mà cái thu gọn của nó 1m3 thì cây phần đọt nó sẽ dài hơn cái phần khúc gốc đó, gọi là hai khúc lỡ đi. Đây là phần sẽ quay qua một chút cái phần khúc gốc của cây máy đứng nhé. Thì cán carbon Moloco que được thể hiện rõ ở trên cây đứng này. Cây máy ngang thì nó chỉ có cái phần này đây, phần dưới đấy lại rồi. Cây máy ngang thì ở phần cái tay cầm này, nó sẽ là cái phần carbon. Ở dưới thì nó sẽ bọc cái lớp giả gỗ ở đây. Đó, còn cái phần máy đứng thì nó sẽ phần gốc thì nó dạng như này, và phần tay lắm thì nó ở đây, và phần bát máy được trang bị nguyên phủ lớp giả gỗ. Nó sẽ thay đổi màu theo từng phần, theo từng góc độ, từ đen này lên sáng dần là đen đen đó. Các công nghệ chính được cáo nhà sản xuất bát máy đứng đây. Đó, thì trên đây là cây cũng tương tự như cái phần gốc của cây máy ngang, nó có cái tên cần này, logo và các thông số. Thì đây là phần đọt của cây máy đứng này, khoen cao. Thì toàn bộ khoen của cây cây cần máy ngang và máy đứng của cái mẫu Vossela này là kiềng titanium và xứ xích này các bác nhé. Khoen cây máy đứng này và cái phần bờ lanh cần này, của phần bờ lanh cần của cái đọt của cả size máy đứng và máy ngang nó đều được dạng đối màu như vậy. Quay từ từ các bác cảm nhận. Ok, thì hiện tại thì bên em sẽ có hai size, thì là size máy ngang là size 1702 R2 và size máy đứng là 2702 R2 nha các bác. Thì mọi thông tin chi tiết về các cái size này em sẽ để đầy đủ trong phần mô tả cả và giá bán. Đó. Thì đây là một mẫu cần cũng trải dài cho nhiều size. Đây trong cái cuốn catalog này thì như cái bản hai khúc mà sẽ cực kỳ nhiều size, cả những cái bản 5 khúc rồi những cái bản Vossela BG. Đó. Thì trong cái clip này em sẽ quay hai cái size này các bác, thì em sẽ để chi tiết thông tin của hai cái size này cho các bác nhé. Rồi thì các bác là muốn mua và sở hữu cây cần đẹp này thì cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng em cũng như liên hệ qua số điện thoại, số Zalo. Rồi thì em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Tạm biệt các bác.